Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Trương Ba Chi tiết lộ nguyên nhân ly hôn Tạ Đình Phong. Trên trang xã hội Weibo, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền tin Trương Ba Chi nói về cuộc ly hôn với chồng cũ Tạ Đình Phong. Năm 2011, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong chính thức ly hôn sau nhiều năm bên nhau. Hai đứa con trai chung là Lucas Tạ Trấn Hiên và Quintus Tạ Trấn Nam được giao cho nữ diễn viên nuôi dưỡng. Dù mọi chuyện đã trải qua hơn 10 năm, nhưng cuộc hôn nhân đứt gánh giữa đường của hai ngôi sao Hoa ngữ vẫn là đề tài được nhiều người quan tâm. Vào năm 2020, một số tài khoản Weibo đã lan truyền tin tức mỹ nhân 40 tuổi bất ngờ tiết lộ nguyên nhân đồng ý chia tay chồng cũ. Theo đó, Trương Bá Chi chấp nhận đường ai nấy đi vì bị Tạ Đình Phong đe dọa đến quyền nuôi con. Lúc bấy giờ, điều kiện kinh tế của sao phim Vua Hoài Kịch không bằng phía chồng cũ, nên nếu bị anh kiện, khả năng thua của cô rất cao. Do đó, người đẹp đành chủ động ly hôn để không bị kiện ra tòa và vẫn giữ được quyền nuôi con. Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ, nhưng các bên liên quan không đưa ra phản hồi. Trong khi đó, cộng đồng mạng lại chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều trước tin tức chưa được kiểm chứng này. Nhiều người nghi ngờ đây chỉ là tin đồn bịa đặt nhảm nhí, số còn lại thì liên tục chỉ trích Tạ Đình Phong là kẻ bạc tình và tỏ ra thương cảm Trương Bá Chi vì con mà chấp nhận chịu thiệt thòi. Được biết Tạ Đình Phong vẫn đang duy trì tình cảm tốt đẹp với Vương Phi, cặp đôi thường được đồn thổi sẽ kết hôn trong thời gian tới. Còn Trương Bá Chi vẫn hạnh phúc cùng ba cậu con trai. Thời điểm sau khi ly hôn, cô lao đao một thời gian dài vì một mình chăm sóc con và chịu gánh nặng kinh tế gia đình. Những năm gần đây, cuộc sống của minh tinh 8X dần ổn định. Vào năm 2019, khi tham gia một chương trình truyền hình, cô thẳng thắn nêu cảm nhận về những mối tình đổ vỡ. Tôi chưa bao giờ hối hận vì một điều gì cả, vì chúng đều đã xảy ra rồi. Chúng ta phải tự chịu trách nhiệm, đừng nhìn lại và cứ tiếp tục sống tiếp. Cũng đừng than thân trách phận, đừng tự trách mình hay đổ lỗi cho ai cả. Trương Bá Chi thường cập nhật ảnh du lịch và các con khéo khoe vóc dáng thon gọn gợi cảm của mình. Đặc biệt hai cậu con trai của cô được khen ngợi là ngày càng đẹp trai, thừa hưởng vẻ ngoài cuốn hút của cả mẹ và bố. Còn cậu út xấu mặt được đồn đoán là con lai của cô và một người đàn ông phương Tây. Thời gian gần đây, một số trang tin dấy lên nghi vấn Trương Bá Chi sẽ đi thêm bước nữa với bố của con trai út. Thậm chí nguồn tin này còn tiết lộ cả hai sẽ tổ chức đám cưới ở Paris, Pháp.